Thank you.
Camila Phạm Bùi. Ngõ nhà mình là ngõ gì nhỉ? Ngõ nhà mình là tệ. Ngõ Đình Mẫn đúng không? Ờ, qua cái đèn xanh từ Hà Đông rẽ vào Lê Trọng Tấn là qua cái đèn xanh đèn đỏ là chuẩn bị đến đúng không? Cháu nghe đấy. Cậu rẽ lên cái đèn đỏ đầu tiên là cậu rẽ phải luôn. Không. Quay chung về xong rồi rẽ lên rồi. Cậu đang hỏi là Lê Trọng Tấn ấy, qua đèn xanh đèn đỏ ấy. Ừ. Qua đèn xanh đèn đỏ đúng không? Vâng, ờ. Ngõ Đình Mẫn à? Không, cậu sợ là đang đi có thể hơi vượt mà đấy, cậu đang xa ở Lê Trọng Tấn đấy mà. Đây là bao nhiêu Lê Trọng Tấn bây giờ? Đây là xanh đèn đỏ, đầu tiên là không phải rẽ rồi. À, thế thì có đi quá một tí rồi. Ờ, đây đi quá một tí rồi. Đây là đến Green Hotel đây rồi. À, tức là... Quá rồi, tuyệt vời. À. Đây, cháu gửi lại DVD cậu nhé, cháu gửi lại DVD luôn. Rồi, ok.
À, phải lên trên kia để vọt Xe lại. phía trước đã di chuyển. Đi về hướng Tây Bắc lên đường Lê Trọng Tấn. Năm mươi mét nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ tư và vào đường Lê Trọng Tấn. Đó. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Ra khỏi vòng xuyến, vào đường Lê Trọng Tấn. Sáu trăm mét nữa, rẽ trái sau tôn thép Quỳnh Chi 595 ở bên trái vào phố Ngô Đình Mẫn. Rẽ trái sau tôn thép Quỳnh Chi 595 ở bên trái vào phố Ngô Đình Mẫn, sau đó rẽ trái vào ngõ 1 Ngô Đình Mẫn. Rẽ trái vào ngõ 1 Ngô Đình Mẫn, sau đó rẽ phải. Rẽ phải, sau đó rẽ trái. Rẽ trái, sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Điểm đến của bạn nằm ở bên phải.